Kính thưa quý vị, trong chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, xin chuyển đến quý vị những thông tin về hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, giám sát công tác nuôi dạy trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Phần cuối chương trình là những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, vừa qua, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Tấn Phong, Phó ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó đoàn, đã làm việc với các sở ban ngành và các huyện thị về việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, ban đã giải quyết 169 hồ sơ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 305 hồ sơ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ hồ sơ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước được giải quyết hoặc trả lời đúng trình tự thời gian đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giải quyết hoặc trả lời đúng trình tự thời gian đạt 98,36%. Bên cạnh những thuận lợi, việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư cũng gặp những khó khăn vướng mắc như thời gian lấy ý kiến của các bộ ngành trung ương còn kéo dài so với quy định do chưa có thủ tục hành chính liên thông giữa địa phương và các bộ ngành trung ương. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết là 210 hồ sơ, trong đó có một hồ sơ có vốn đầu tư nước ngoài tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và 209 hồ sơ có vốn đầu tư trong nước, thì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng trình tự thời gian đạt 83,73%. Còn lại 16,27% hồ sơ giải quyết không đúng trình tự thời gian do hồ sơ phức tạp, chỉnh sửa, trình ký nhiều lần. Ngoài ra, Sở đã tổ chức thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 105 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có 86 dự án đầu tư có thời gian giải quyết dưới 50 ngày, đảm bảo đúng thời gian quy định công bố thủ tục hành chính. 19 dự án chưa đảm bảo thời gian do yếu tố khách quan lẫn chủ quan, như thời gian Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định thành lập hội đồng, quyết định phê duyệt và các dự án có tính chất phức tạp, cần có thời gian rà soát. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, đoàn giám sát đã nghe báo cáo về tình hình kết quả thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 7 năm 2018. Theo đó, đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã, trong quá trình giải quyết các thủ tục đầu tư, các cơ quan chuyên ngành của tỉnh tổ chức lấy ý kiến địa phương về các vấn đề liên quan đến dự án. Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh có ấn định thời gian để địa phương thực hiện. Ủy ban Nhân dân thị xã căn cứ nội dung đề nghị của sở ngành để giao cho cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã trả lời ý kiến. Kết quả, trong tổng số 40 hồ sơ được lấy ý kiến đã giải quyết, có 35 hồ sơ trả lời đúng hạn. Nguyên nhân là do việc tiếp nhận văn bản chậm, thời gian xử lý ngắn hoặc công tác phối hợp xử lý giữa các phòng chuyên môn chưa kịp thời. Bên cạnh đó, do hồ sơ gửi kèm văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp còn thiếu, phải liên hệ chủ đầu tư cung cấp lại nên trễ hơn so với thời gian quy định. Hiện nay trong chậm trễ thì có nhiều cái dự án sau khi triển khai và không khi được phê duyệt thì không triển khai và thay đổi chủ đầu tư để có ý kiến, thì đây là một vấn đề phải nói rằng đối với địa phương phải trao đổi đối với các ngành để có những cái thông tin chính thống trên cơ sở các cái hồ sơ liên quan để có những ý kiến thật sự chính xác để kiến nghị cho các sở ngành của tỉnh tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã báo cáo với đoàn giám sát về tình hình kết quả thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018. Cụ thể, huyện đã phối hợp với các sở ngành giải quyết thủ tục hành chính đối với 13 dự án. Năm 2016 có 1 dự án, năm 2017 có 6 dự án và từ đầu năm 2018 đến nay có 6 dự án. Trong tổng số 13 dự án đầu tư trên địa bàn, có 12 dự án Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc có ý kiến trễ hạn. Nguyên nhân trễ hạn là do những bất cập vướng mắc trong quy trình xử lý hồ sơ. Cụ thể là vướng mắc trong lĩnh vực đất đai do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa được phê duyệt. Trong lĩnh vực khoáng sản hiện còn vướng ở khâu đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong lĩnh vực môi trường, quy hoạch chăn nuôi trước đây bố trí hai khu chăn nuôi tập trung nằm ở thượng nguồn các vùng cấp nước, nên dự án tại khu vực này không được chấp thuận về chủ trương đầu tư để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Trong lĩnh vực chăn nuôi, có một số vị trí quy hoạch không phù hợp.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quyết định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 7 năm 2018, tổng số hồ sơ thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy mà Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã giải quyết là 602 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết đúng trình tự thời gian. Tổng số hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã giải quyết là 150 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được nghiệm thu đúng trình tự thời gian. Tổng số hồ sơ xin ý kiến thiết kế cơ sở về phòng cháy chữa cháy đã giải quyết là 327 hồ sơ. Tất cả hồ sơ cũng đều được trả lời đúng trình tự thời gian. Hiện tại không còn hồ sơ tồn động, không có các thủ tục hoặc loại giấy tờ phát sinh ngoài quy định. Làm việc với đoàn giám sát, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Văn phòng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ ngành trung ương và các quyết định công bố thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư của các bộ. Tổng số hồ sơ do các sở ban ngành trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tính từ ngày 5 tháng 4 năm 2016 đến 30 tháng 8 năm 2018 là 3.017 hồ sơ các loại, trong đó hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư của doanh nghiệp là 649 hồ sơ. Sau khi thẩm định, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 645 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ. Tại buổi giám sát, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu ra một số khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, như quy trình thủ tục còn nhiều bất cập, sự phối hợp giữa một số sở ngành chưa tốt, công tác tham mưu của các sở ngành còn chung chung, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết các hồ sơ. Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế tại các cơ quan đơn vị, thành viên đoàn giám sát đã có ý kiến đóng góp về danh mục hồ sơ. Đối với những khó khăn vướng mắc đã nêu, đoàn giám sát đề nghị các sở ngành, huyện, thị, thành phố có thống kê cụ thể và cần có sự phối hợp của các sở ngành liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong dự án đầu tư. Qua đó, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để phân định rõ trách nhiệm của các sở ngành. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Thưa quý vị, vừa qua, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát tại một số cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 33 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gồm có 4 cơ sở công lập và 29 cơ sở ngoài công lập. 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 3.056 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên tổng số 267.607 trẻ em toàn tỉnh. Số trẻ em có nguy cơ bị bỏ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 8.447 trẻ. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận một số cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện rất tốt công tác chăm sóc trẻ em, nhưng cũng có những cơ sở chưa đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đối với các cơ sở công lập được xây dựng cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ các phòng chức năng theo quy định. Đội ngũ cán bộ giáo viên trình độ chuyên môn được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu về chăm sóc nuôi dưỡng, học hành cho các đối tượng. Trẻ được quan tâm về chế độ dinh dưỡng theo quy định. Tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng trên 30 cháu. Ngoài việc được đi học vui chơi, các em được tạo môi trường sống đầy đủ về vật chất để phát triển. Sống ở đây là khác hẳn ở nhà con. Mọi thứ được cải thiện hơn, ví dụ con được đi học hơn, con được hòa đồng với bạn bè mọi người hơn. Khi mà chăm sóc các cháu thì muốn các cháu mạnh khỏe, phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Thì khi nuôi cho các cháu lớn để các cháu được học và khi ra trường có nghề nghiệp làm ổn định, đó là một cái tâm huyết của ban lãnh đạo cũng như là các mẹ ở đây. Vào tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ sinh sống được 10 năm, cậu bé Phan Văn Lộc ngụ tại tỉnh Lâm Đồng đã thực sự trưởng thành qua những tháng năm được thầy nuôi dưỡng. Ở nơi đây em được đến trường, mỗi kỳ nghỉ hè được tham dự các khóa học hè, được tham quan và tu dưỡng đạo đức. Ở đây thì thầy lo cho bọn em là từ cái ăn, cái mặc, cái việc học, rồi cái những cái hoạt động sinh hoạt, rồi thể thao,
thầy rất là lo cho sức khỏe của bọn em, nên là thường tổ chức cho ăn uống đặc biệt hơn, rồi hoạt động thì có thể thể thao nhiều hơn. Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ hiện đang nuôi dưỡng 70 em có độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi. Các em đa phần là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong môi trường này, các em được chăm sóc nuôi dưỡng cho đến trường, tạo điều kiện để các em vừa học tập, vui chơi sinh hoạt và tu dưỡng đạo đức, phần nào bù đắp lại những thiệt thòi trong cuộc sống của các em. Cái khó khăn nhất làm sao cho các em sống được vui vẻ, sống mà có thể hạnh phúc ở trong cái ngôi chùa của mình. Còn đảng và nhà nước thì đã quan tâm rất là nhiều rồi, tạo đủ điều kiện để cho mình có thể làm được cái nguyện vọng của mình là giúp cho cuộc đời qua hình ảnh là mình nuôi dưỡng các đứa trẻ bất hạnh. Không thể phủ nhận ý nghĩa mà các cơ sở bảo trợ xã hội mang lại đối với công tác xã hội hóa, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh một số cơ sở được đánh giá cao, vẫn còn không ít cơ sở không đảm bảo yêu cầu. Một số cơ sở do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vận động từ các tổ chức cá nhân đóng góp, nên công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em chưa đảm bảo, cơ sở vật chất xuống cấp, chật chội, mất vệ sinh. Tỉnh xã Ngọc Tuyền, thị xã Phú Mỹ hiện đang nuôi 8 trẻ em từ 5 đến 14 tuổi, trong đó có 2 trẻ em gái. Tuy nhiên, các em đều được xếp sinh hoạt chung trong một phòng. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay cửa ra vào phòng ngủ của các em, thiếu ánh sáng và không sạch sẽ, khu nhà ăn nhếch nhác, khu vực vệ sinh, quần áo để bừa bộn, trong và ngoài phòng ngủ bốc mùi hôi. Ngoài ra, tại một số cơ sở khác vẫn tồn tại những hạn chế như nhân lực thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ, cấp xã không được bố trí, chuyên trách, phải kiêm nhiệm nhiều mảng. Đội ngũ làm công tác chăm sóc trẻ em ở các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật còn thiếu. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi dạy trẻ của các cơ sở tôn giáo, nhất là các cơ sở chưa được chính quyền cho phép còn thiếu sự quan tâm, kiểm tra, giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương. Hiện nay chúng tôi cũng đang lập cái đề án để xác nhận mà hai cái trung tâm này lại thì phải thực hiện trong đầu năm 2018. Qua rà soát thì theo thẩm quyền quy định thì đối với 20 cái cơ sở này còn lại là theo hướng dẫn là quy định là thẩm quyền cấp giấy phép là của cấp huyện, và sở lao động cũng có hướng dẫn ở cơ sở theo cái nghị định 103 để thực trình tự thủ tục. Mà đầu tiên đó, cái quan trọng nhất là về cái cơ sở vật chất. Theo báo cáo của Ban Văn hóa Xã hội cũng thống kê, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 20 cơ sở ngoài công lập chưa được cấp phép hoạt động là do chưa đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân sự, hồ sơ, đất đai. Trong đó có những cơ sở đã gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng đề nghị cấp phép thành lập hoặc cấp phép xây dựng đã lâu nhưng chưa được giải quyết. Để xây dựng cái đề án xin thành lập cái cơ sở theo đúng cái quy định tại nghị định 103 của chính phủ. Bên cạnh đó cũng sẽ tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh Xã hội chỉ đạo các phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện để hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội lập thủ tục xin cấp phép theo đúng cái quy định. Đồng thời, Ban Tôn giáo cũng phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban nhân các huyện thành phố là thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời báo cáo đề xuất đảm bảo các điều kiện về ăn ở, môi trường, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng cái quy định. Cái chuẩn mực của các cái cơ sở mà xã hội hóa đó, các đồng chí phải quan tâm. Thứ nhất là cơ sở vật chất lo cho ăn nghỉ cho trẻ có đảm bảo hay không. Cái thứ hai á, là những người dạy trẻ đó, chăm và dạy có đủ chuẩn hay không. Và cái thứ ba nữa là anh có đảm bảo các quyền cơ bản của con người đối với trẻ hay không? Nên cái việc giám sát, kiểm tra các cơ sở tự nguyện chăm sóc trẻ phải hết sức nghiêm ngặt. Anh phải đủ chuẩn về cơ sở vật chất, về đội ngũ, tôi cũng cho anh làm. Còn không đủ là thôi, thuyết phục họ và dứt khoát không cấp phép. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, thì tình trạng trẻ em có khả năng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt càng có xu hướng gia tăng. Do đó, nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể cũng ngày càng nhiều hơn. Chăm sóc bảo vệ trẻ em không chỉ là một hành động nhân văn, mà còn là trách nhiệm để xây dựng một xã hội văn minh. Thưa quý vị, phần cuối chương trình hôm nay là những ý kiến của cử tri trên địa bàn tỉnh gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp liên quan đến các vấn đề về nông thôn mới, ô nhiễm môi trường, về giao khoán đất rừng.
Về mặt nông thôn mới, tôi muốn đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh và làm việc với trung ương nên thay đổi lại cái bình quân đầu người, thu nhập bình quân đầu người. Như vậy là làm phân hóa cái giàu nghèo, nhưng ở địa phương này không thể bình quân như thế mà cấp vĩ mô được. Mấy năm trước thì nó là công ty Mai Sen đó, nhưng mà giờ thì nó công ty cấm cái nhuộm gì đó, sở hữu nhuộm gì đó. Rồi bây giờ lâu lâu bị tình trạng như vậy thì không biết là nó nguồn do từ đâu. Bây giờ cũng mong muốn rằng nhà nước, chính quyền, các cấp gì đó xem xét có cái hướng giải quyết triệt để, làm sao đó để cho nguồn nước nó trở lại trong sạch. Việc giao đất, giao rừng á, để cho nhân dân thực hiện hợp đồng với nhà nước ấy, là cần phải bảo đảm khách quan, công bằng, mà làm sao đó để cho người dân người ta hoan hỷ, vui vẻ, được phấn khởi, ký với nhà nước để sử dụng cái đất hợp đồng. Thưa quý vị, đến đây chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình đại biểu dân cử với cử tri được phát sóng vào lúc 16 giờ 20 phút, Chủ nhật, tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng. Kính mời quý vị đón xem. Thân ái chào tạm biệt.